إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما كثيرا إيسا hay Giêsu, khắp nơi trên thế giới chúng ta đều nghe nhắc đến tên người. Có người gọi người là Thượng Đế, là Chúa. Cũng có người đánh giá thấp về người và xúc phạm người. Vậy đâu là sự thật về Masih Isa, Giêsu, con trai Maryam hay Maria? Có thực sự người là con trai của Chúa, Allah subhanahu wa ta'ala? Có thực sự người là Chúa, là Thượng Đế? Có thực sự người là đứa con từ người mẹ Zina, tức quan hệ tình dục bất hợp pháp giống như người Do Thái đã khẳng định? Masih Isa, con trai của Maryam, alaihi salam, là một trong những vị thiên sứ của Allah đấng toàn tri, đấng tạo hóa toàn năng. Từ alaihi salam là một thuật ngữ mà người Muslim thường nói khi nhắc đến tên của thiên sứ Isa hay Yesu hay bất cứ vị thiên sứ, vị Nabi nào của Allah. Và nó có nghĩa là cầu xin Allah ban bằng an cho người. Allah đấng tạo hóa toàn năng, Thượng Đế duy nhất, đấng xứng đáng được thờ phượng, đã chọn Isa alaihi salam và cử phái người đến với người dân Israel để kêu gọi họ theo Tauhid, tức là tôn thờ Allah duy nhất và không shirik với Ngài, có nghĩa là không tổ hợp bất cứ ai, vật gì cùng với Ngài. Allah toàn năng và tối cao, đấng chủ tể duy nhất, đã tạo ra Isa alaihi salam theo một cách đặc biệt. Thiên sứ Isa alaihi salam đã được sinh ra từ một người mẹ, không cần đến người cha. Và trong sự việc này thể hiện sự thông thái và sự khôn ngoan siêu việt của Allah, đấng toàn năng, đấng toàn tri. Qua sự việc khác thường này, Allah, đấng tối cao, muốn cho con người thấy năng lực tuyệt đối của Ngài. Và thực ra không có gì là khác thường khi Allah muốn tạo ra bất cứ thứ gì và theo cách nào, bởi vì Ngài là đấng toàn năng, là Thượng Đế nắm mọi vương quyền. Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn, không ai có quyền can thiệp và bình luận, và cũng không ai có khả năng dám làm điều đó trừ những kẻ liều lĩnh, dại khờ và quá ngông. Con người không cần phải kinh ngạc trước sự tạo hóa của thiên sứ Isa alaihi salam với hình thức là chỉ có mẹ mà không cần đến người cha. Bởi vì trước đó Allah đấng tạo hóa đã tạo ra Adam, tổ tiên của loài người từ đất bụi, không có cha và cũng không có mẹ. Và Ngài cũng đã tạo ra Hawa, tức Ewa, vợ của người alaihi salam, không có mẹ. Và việc Allah tạo ra Isa alaihi salam từ một người phụ nữ mà không cần sự chung đụng và gia chạm của bất kỳ người đàn ông nào cũng rất đổi bình thường. Vì Allah còn tạo ra nhiều thứ vĩ đại hơn và đáng kinh ngạc hơn rất nhiều. Và trên thực tế, ngay cả việc Allah subhanahu wa ta'ala tạo ra tất cả loài người còn lại từ hai cá thể đực cái, nam nữ, cũng thể hiện quyền năng siêu việt của Ngài. Đáng để cho những ai có niềm tin và suy ngẫm phải thán phục và hạ mình trước Ngài. Mẹ của thiên sứ Isa alaihi salam, Maryam, con gái của Imran, là một nữ tín đồ ngoan đạo, bà chuyên tâm hành đạo ở Jerusalem. Rồi ngồi ở phía đông của Masjid, bà ẩn mình và tách biệt mọi người để thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah đấng toàn năng, đấng toàn tri đã gửi Jibril alaihi salam đến với bà trong hình dạng của một người phàm. Khi bà Maryam nhìn thấy người đàn ông xa lạ xuất hiện, bà sợ hãi và nghĩ rằng y ta định hại mình nên đã nói với y. Trước sự xuất hiện của người lạ, nữ lo sợ nói: "Tôi cầu xin đấng độ lượng che chở khỏi ông. Xin ông chớ lại gần tôi nếu ông thực sự là người ngoan đạo." Chương 19, Maryam, câu 18. Có nghĩa là nếu ông thực sự kính sợ Allah thì đừng đến gần tôi với tâm niệm xấu xa. Đại thiên thần Jibril đã trấn an bà Maryam: "Ta thật ra là một vị sứ giả của Thượng Đế của nữ. Ta đến báo cho nữ biết rằng Ngài sẽ ban cho nữ một đứa con trai thanh khiết." Chương 19, Maryam câu 19. Có nghĩa là một đứa con trai được tẩy sạch tội lỗi và lớn lên trong điều tốt đẹp và lẽ phải. Maryam ngạc nhiên nói:
Làm sao tôi có thể có được một đứa con trai khi mà chưa từng có một người phàm nào chạm đến người tôi? Hơn nữa, tôi đâu phải là một người phụ nữ hư đốn. Chương 19 và dâm câu 20. Có nghĩa là tôi không có chồng, không ngoại tình thì làm sao có con? Jibril alaihis salam bảo, Thượng Đế của nữ đã phán đúng như vậy. Việc đó rất đơn giản đối với ta và chắc chắn ta sẽ làm cho đứa con trai đó thành một dấu hiệu lạ cho nhân loại và là một hồng ân từ nơi ta. Đó là điều đã được định đoạt. Jibril đã mang cái lời phán, thuật lại lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala cho bà Maryam. Đại thần Jibril alaihi salam sau đó đã thổi vào cổ áo của bà Maryam. Thế là bà mang thai Isa alaihi salam. Sau lần thổi đó, theo sự cho phép của Allah, Thượng Đế Toàn Năng, Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói trong một hadith xác thực: Ai tuyên thệ không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah duy nhất, không tổ hợp cùng với Ngài, rằng Muhammad là nô lệ và thiên sứ của Ngài, và rằng Isa là nô lệ của Allah và là thiên sứ của Ngài. Lời là lời phán của Ngài đã thổi vào Maryam và là linh hồn từ nơi Ngài. Thiên đàng là sự thật, quả ngục là sự thật và sự phục sinh là sự thật. Allah sẽ cho người đó vào bất kỳ, cho người đó vào thiên đàng từ bất kỳ cánh cổng nào trong 8 cánh cổng của thiên đàng mà y muốn. Đó là hadith. Quả thực thiên sứ Isa alaihi salam đã được tạo hóa bằng lời phán của Allah đấng toàn năng. Nghĩa là Allah phán bảo hãy thành thì sự việc thành ngay lập tức theo ý của Ngài. Vì vậy, Isa alaihi salam được gọi là lời phán của Allah. Allah phán, quả thật việc tạo hóa Isa đối với Allah cũng giống như việc Ngài đã tạo ra Adam. Ngài đã tạo Adam từ đất sét rồi phán hãy thành. Thế là Adam thành con người hoàn chỉnh đúng như thế. Chương 3 Ali Imran 59. Và khi Masih Isa alaihi salam được tạo ra mà không có cha, các Kitô hữu tuyên bố rằng người là con trai của Chúa, tức Allah theo cách gọi của họ. Allah tối cao bác bỏ cáo buộc này trong kinh sách của Ngài, trong kinh Quran của Ngài với những câu trả lời hợp lý và thuyết phục, đó là quả thật Allah là đấng miễn cần, đấng tối cao phán. Họ, những người Do Thái, Thiên Chúa và Đa Thần, rằng bảo rằng Allah có con trai, thật trong sạch thay Ngài, không phải như thế. Bởi tất cả vạn vật trong các tầng trời và trái đất đều là của Ngài. Tất cả đều phụ thuộc trước Ngài với vai trò là những tạo vật của Ngài. Chương 2 Al-Baqarah, câu 116. Allah, đấng tối cao, là đấng miễn cần. Ngài bất cần mọi thứ ngoài Ngài và mọi thứ đều cần đến Ngài. Mọi thứ trong trời đất đều là của Ngài. Vậy thì làm sao Ngài có thể có con khi những gì Ngài đã tạo ra, mọi thứ thuộc sở hữu của Ngài và là nô lệ của Ngài? Con người cần có con trai để an ủi lúc tuổi già, hoặc để giúp đỡ trong công việc, hoặc để phụng dưỡng lúc già yếu, ốm đau, hoặc không cần tất cả những thứ đó, hoặc là để mang tên mình sau khi mình qua đời. Nhưng Allah subhanahu wa ta'ala, Ngài không cần tất cả những thứ đó, bởi Ngài là đấng hằng sống, đấng vĩnh cửu, đấng không chết, đấng không bao giờ chết, và Ngài không cần có con trai hay bất cứ con gái nào. Allah không có người bạn đời. Ngài phán, Ngài đã tạo ra các tầng trời và trái đất, làm sao Ngài có thể có con trong khi Ngài không có bạn đời? Và làm sao lại quy cho Ngài có con trong khi Ngài là đấng đã tạo ra tất cả vạn vật và Ngài là đấng hằng biết mọi thứ? Chương 6 Al-An'am câu 101. Làm sao Allah, Thượng Đế Chí Tôn, có thể có con trai khi Ngài không có bạn đời? Bởi con trai chỉ được sinh ra giữa hai thứ tỷ lệ thuận. Giả lại, không có bất cứ gì trong tạo vật của Allah tối cao phù hợp với Ngài và giống Ngài. Vì Ngài là đấng tạo hóa của mọi thứ. Ngài không có vợ, cũng không có con trai. Ngài phán về lời nói của mình. Ngài phán về lời nói của một nhóm jinn đã vào Islam. Và chúng tôi tin rằng quả thật quyền uy của Thượng Đế của chúng ta rất mực tối cao. Ngài không có bạn đời và không có con cái. Chương 72 Al-Jin câu 3. Việc thiên sứ Isa hoặc Giê-xu alaihi salam ra đời không có cha không phải là lý do biện minh cho việc tôn thờ người. Allah phán, quả thật việc tạo hóa Isa đối với Allah cũng giống như việc Ngài đã tạo ra Adam.
Ngài đã tạo Adam từ đất sét rồi phán hãy thành, thế là Adam thành một con người hoàn chỉnh đúng như cái lời phán của Ngài. Chương 3 Ali Imran câu 59. Nếu do việc được tạo ra không có cha là lý do để biện minh cho việc coi thiên sứ Isa alaihi salam là thượng đế, là Chúa, thì Adam alaihi salam, người được tạo ra không có cha không có mẹ, cũng là một thượng đế sẽ phù hợp hơn. Nhưng Adam không phải là thượng đế dựa theo quan niệm đó của họ. Vì vậy, Isa không phải là thượng đế là điều hợp lẽ hơn. Lời nói của họ chỉ là một lời khẳng định không có bằng chứng, không có cơ sở. Allah đấng tạo hóa phán. Một nhóm những kẻ đa thần nói, Allah có con trai, thật trong sạch và tối cao thay Ngài, Ngài là đấng miễn cần. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trong trái đất đều thuộc về một mình Ngài. Các ngươi, những kẻ đa thần, chẳng có bằng chứng nào cho lời, cho điều đã nói. Lẽ nào các ngươi nói ra những điều mà các ngươi không biết? Chương 10, Yunus câu 68. Allah phán trong một câu kinh khác, đó chỉ là lời từ miệng của họ. Chương 9, At-Tawbah câu 10. Nghĩa là, đó chỉ là lời nói không tồn tại trên chiếc lưỡi và nó thực sự không xảy ra trong thực tế, và đây là một phép ẩn dụ rằng đó là lời nói dối. Allah tối cao đã cho chúng ta một bằng chứng trí tuệ rõ ràng, ngay cả đối với trẻ em vẫn tin rằng Masih Isa không phải là Chúa. Ngài phán, Masih con trai của Maryam không là gì ngoài thân phận thiên sứ như bao vị thiên sứ trước y mà trước y, và mẹ của y cũng chỉ là một phụ nữ có niềm tin kiên định vào Allah. Cả hai đều ăn thức ăn như bao người phàm khác. Ngươi hỡi thiên sứ Muhammad, hãy nhìn xem ta trình bày cho bọn họ các lời mặc khải của ta như thế nào, rồi ngươi hãy nhìn xem bọn họ tránh xa chân lý ra sao, chân lý ra sao. Chương 5 Al-Ma'idah câu 75. Nghĩa là Allah muốn cho chúng ta biết rằng cả hai mẹ con của Masih Isa alayhi salam, Masih Isa và Maryam, vẫn cần đến thức ăn và cần đến sự bài tiết sau khi đã ăn. Vì vậy, cả hai mẹ con họ cũng là những người phàm như bao những người phàm khác trên đời này. Họ không phải là thần thánh gì cả. Masih Isa alaihi salam đã không tự xưng mình là con trai của Chúa, là con trai của Thượng Đế, của Allah. Người không bao giờ tự xưng mình là vậy. Người không ra lệnh cho ai thờ phượng mình cả. Mà những gì người nói đầu tiên khi còn là một đứa trẻ nằm nôi, quả thật ta là một người bề tôi của Allah. Ngài ban cho ta kinh sách và chọn ta là một vị Nabi. Chương 19, Maryam câu 30. Ngươi hỡi thiên sứ Muhammad, hãy nhớ lại khi Allah phán bảo hỡi Isa con trai của Maryam, phải chăng nhà ngươi đã bảo thiên hạ, các người hãy tôn vinh ta và mẹ của ta như hai thượng đế thay vì Allah đúng không? Isa thưa, thật vinh quang và tối cao thay Ngài, làm sao bề tôi dám nói ra điều mà bề tôi không có thẩm quyền? Nếu như bề tôi thực sự đã nói như thế, thì chắc chắn Ngài đã biết, bởi vì Ngài biết rõ những gì trong bản thân bề tôi, còn bề tôi thì không biết những điều trong bản thân Ngài. Quả thật Ngài là đấng thông toàn mọi điều vô hình. Chương 5 Al-Ma'idah câu 116. Thật ra Masih Isa alaihi salam đã được Allah đưa lên trời lúc người vẫn còn sống, khi người La Mã truy sát bắt người. Allah đã thay đổi hình dạng của một trong số họ thành hình dạng của Masih Isa, rồi đưa người alaihi salam lên trời. Vì vậy, Nabi Isa, vì vậy cái người mà bị giết và bị đóng đinh trên cây thánh giá không phải là Masih Isa, mà đích thực là kẻ mang hình hài giống người mà thôi. Allah khẳng định sự thật này trong lời phán của Ngài. Họ chắc chắn đã không giết được Isa. Đúng vậy, họ đã không giết được Isa bởi Allah đã đưa y lên nơi Ngài. Quả thật Allah là đấng toàn năng, đấng sáng suốt. Chương 4 An-Nisa câu 157-158. Và rồi đây Masih Isa alaihi salam sẽ xuống trần trở lại ở thời đại cuối của thế giới trần gian trước giờ tận thế. Người alaihi salam sẽ phán quyết theo Sharia, theo giáo luật của Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Do đó
Đức tin của một người sẽ không có giá trị cho đến khi anh ta tin vào Muhammad sallallahu alaihi wasallam và tin vào Masih Isa alaihi salam. Cả hai đều là thiên sứ cao quý trong các thiên sứ của Allah. Vị này xác thực sứ mạng cho vị kia. Vì tôn giáo của họ là một, đó là Tauhid, tức là chỉ tôn thờ một mình Allah duy nhất, không tổ hợp bất cứ ai việc gì cùng với Ngài, không syrik với Ngài, và tin vào tất cả thiên sứ của Allah đứng toàn năng. Allah đứng toàn năng phán. Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam và những người có đức tin đều tin vào những điều được mặc khải xuống cho y từ thượng đế của y. Tất cả họ đều có đức tin nơi Allah, nơi các thiên thần của Ngài, nơi các kinh sách của Ngài và nơi các vị thiên sứ của Ngài. Họ cùng nói câu, bầy tôi không phân biệt giữa các vị thiên sứ của Ngài. Bầy tôi xin nghe và phục tùng mệnh lệnh, xin Ngài hãy tha thứ cho tội lỗi. Xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bầy tôi, hỡi thượng đế của bầy tôi. Và bầy tôi chắc chắn phải quay trở về trình diện Ngài. Chương 2 Al-Baqarah câu 285. Vì vậy, Islam chẳng những không phủ nhận Isa, Giê-xu, mà còn rất tôn kính người, alaihissalam. Và một trong những đức tin trụ cột của Islam là tin các vị thiên sứ của Ngài. Trong đó, Isa là một trong năm vị thiên sứ cao quý nhất được gọi là Ulul Azmi. Có nghĩa là những vị thiên sứ, những vị Nabi cương nghị nhất. Tuy nhiên, Islam chỉ dừng lại ở đó. Islam chỉ dừng lại ở mức đó, chỉ coi Nabi Isa alaihi salam là một người phàm bình thường được Allah lựa chọn và giao phó cho sứ mạng thiên sứ và Nabi mà thôi. Islam không nâng Isa lên cấp độ thần thánh. Islam không coi người là thượng đế, không coi người là chúa. Islam không thờ Isa mà chỉ tin rằng người là một vị thiên sứ, một vị Nabi của Allah, thượng đế, chí tôn, chúa toàn năng. Islam tin rằng Isa không bị đóng đinh trên cây thập tự, mà người đã được Allah đưa lên trời ở nơi Ngài. Và Islam tin rằng Isa alaihi salam sẽ trở lại trần gian vào thời đại cuối cùng của thế giới trần gian, thế giới trần tục này, trước khi mà Ngài tận thế đến. Và sau khi người trở lại thế gian này, người alaihi salam sẽ sống và hành đạo theo giáo luật của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tức tôn giáo Islam hiện tại. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn và soi sáng, bởi Ngài là đấng hướng dẫn và soi sáng tốt nhất. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.